Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh, trang trại gà bố mẹ Bèo gà Tây Ninh được khánh thành, trở thành dự án trọng điểm có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của chuỗi liên kết của tập đoàn Hùng Dân, The Hust cùng các đối tác, đánh dấu một bước tiến mới trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững trong chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp từ trang trại đến bàn ăn. Sau hơn 10 tháng thi công khẩn trương, khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN hiện đại, áp dụng 100% công nghệ cao, ứng dụng công nghệ xanh, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong chăn nuôi, theo hướng hữu cơ và đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và quốc tế chuyên ngành, tiêu chuẩn của Hà Lan, Đức và Bỉ, đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Đây là dự án khởi động cho chuỗi từ tạo con giống, chăn nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm gà thịt, đặc biệt là xuất khẩu sản phẩm da cầm sang thị trường Hà Lan dự án hứa hẹn sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh tây ninh tạo việc làm và nâng cao đời sống của người lao động địa phương